Chi quá. Xin chào mọi người. Hôm nay như đã nói đúng không? Tự nhiên giao lần trước. Hôm nay đã sẽ ăn búp xanh mực xác memory mới. Tạm tên. Oh my god. Cái xác bên kia là mua hổ. Trời ơi. Trời ơi. Sẽ là khác của ai đây? Sẽ là khác của ai đây? Khác của ai đây? Đây rồi, đây rồi. Bóc được ra rồi. Cầu trời khấn Phật vào người mà tôi đang nghĩ trong đầu. Trời ơi, hồi hộp quá. Nè, nói thiệt nha, tao vừa nghĩ đến người này trong đầu xong. Tao vừa nghĩ đến người này trong đầu xong chúng mày ạ. Nó cho cái suga thiệt nè. Tao sợ quá rồi, sao tao không nghĩ cái gì nữa. Không mà. Cắt suga. Ra là ta cần các của Rap Master cơ. Nhưng mà thôi, Kasua cũng xinh. Coi nè, xinh không? Là trẻ quá xinh. Postcard nè, lại quyển photobook đó. Chân 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 chân. Trời đất, ta lại mất nó cái xác này. Chà chà chà.